Xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị các bạn trong cái video lần này. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này. Em xin phép được giới thiệu một dòng bát rời toàn giải bầu dục của JBL. Đây là dòng nắp xe ô tô và đây là dòng bãi đã được nắp trên xe và tháo ra. Số lượng về được 20 cặp mọi người nhé. Chiếc bát toàn giải này, như anh em đang xem đây, là sở hữu màng giấy gân mút xốp còn khá đẹp, gân ấy còn khá cứng, khá tốt. Màng giấy gân vải, à màng giấy gân mút xốp, dòng lo phễu toàn giải có phễu. Đây này, em cho bác lật cho bác xem kia. Dòng xăng sắt xi 7 màu, nó không không vàng mấy nhưng nó vẫn đủ 7 ánh màu. Từ 8 cm. Con này của JBL bãi. Nhiều cái thì nó còn cũ hơn. Đặc biệt cái này thì cái cũ hơn. Con này côn em chưa mổ nhưng như em đoán thì khoảng côn 3 cm và công suất là 40W. Không không nhiều con này. Và đây là kích thước của chiếc loa này, anh em có thể nhìn đây để em kéo dài ra tìm được kích thước. Mười sáu ạ, 23, kích thước bầu dục 16 x 23, sản phẩm JBL lắp ô tô. Như cái này thì người ta đã có cái rắc cắm vào của xe thì nó không nhầm được. Còn anh em về thì tí mình anh em nào mua thì mình sẽ hàn sẵn dây vào đây. Mọi người lý rằng bên phải thì là đỏ, bên trái thì là âm. Nghĩa là bên phải thì là dương đấy, bên trái thì là âm. Để cho anh em về đấu ghép nó dễ. Hoặc lúc em hàn sẵn thì em thấy hàn đúng đỏ cho bên này luôn cho anh em, không bị nhầm được. Sản phẩm loa bãi bầu dục của JBL, số lượng không nhiều, 20 cặp. Anh em cô bác có nhu cầu mua sản phẩm này xin gọi trực tiếp cho Huấn Audio theo số điện thoại 0904 61 2323. Và em xin phép được báo giá luôn cái video, trong cái video này là sản phẩm của Nô này có giá là 1,5 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc. Chiếc bát bầu dục này nó là 16 x 23 thì nó cũng tương ứng với khoảng tầm gần là bát tròn là 20, xấp xỉ gần là vào 20. Thế anh em đắp vào thì con này tiếng chống cực tốt luôn, anh em gắt thùng lên cực kỳ thích. Và anh em cô bác và con có nhu cầu mua xin gọi cho em. Và em xin phép dừng cái video đây, xin chân thành cảm ơn bà con đã xem video của Huấn Audio. Xin chào mọi người.